Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo từ mai cho đến cuối tuần, Trung Bộ trời ít mưa, sang tuần tới mưa nhiều ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, còn Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa về khoảng thời gian chiều tối, ban ngày trời nắng mây đan xen. Dự báo sang ngày mai, Trung Bộ trời ít mưa, ở phía Bắc chỉ có Thanh Hóa và Vinh là dự báo có mưa vào chiều tối và đêm, trong ngày trời nắng gián đoạn. Còn tại thành phố Đồng Hới và Huế, nắng từ sáng cho đến chiều, nhiệt độ cao nhất đạt 32 cho tới 33 độ. Ở phía Nam, ngoại trừ thành phố Nha Trang, còn các nơi khác đều có nắng từ sáng cho đến chiều, nhiệt độ sẽ không nơi nào vượt quá 34 độ. Tại huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, từ nay cho đến cuối tuần trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất đạt 31 cho tới 32 độ. Từ thứ Hai đến thứ Tư tuần tới thì mưa dông sẽ xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày, có lúc mưa lượng khá kèm theo dông sét nguy hiểm. Thứ Năm mưa sẽ giảm, lùi về chiều tối và sẽ dứt nhanh. Dự báo ngày mai tại Bình Thuận trời không mưa, nắng từ sáng cho đến chiều. Từ thứ Bảy trời đi thì khoảng nắng trong ngày sẽ rút ngắn lại, mưa dông sẽ xuất hiện về chiều tối. Do có mưa nên nhiệt độ ngày và đêm đều ở mức vừa phải, cao nhất đạt 29 cho đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất là 24 cho đến 26 độ. Với Tây Nguyên, dự báo ngày mai có nắng với nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa hay là Đà Lạt sẽ không nơi nào vượt quá 32 độ. Đến chiều tối, mưa dông xuất hiện rải rác, đề phòng kèm theo đó là tố lốc, sấm sét cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm. Thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng trời ít mưa, ngày nắng từ nay cho đến Chủ nhật. Từ thứ Hai trở đi thì mưa dông sẽ gia tăng, xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, có lúc mưa to dồn dập kèm sấm sét. Ban ngày cảm giác dễ chịu với mức nhiệt vừa phải, nhưng đêm và sáng ở đây sẽ rét nhẹ với mức nhiệt thấp nhất là 19 cho tới 20 độ. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo có mưa lớn từ thứ Bảy cho đến thứ Hai đầu tuần tới. Do mưa nhiều nên nhiệt độ chỉ vào khoảng 30 độ mà thôi, rất là dễ chịu. Ngày mai và những ngày khác trời chủ đạo là ít mưa, nắng từ sáng cho đến chiều nhưng mà không quá nóng, tiết trời đặc trưng của mùa thu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo trong 7 ngày tới thì có 3 ngày mưa nhiều với lượng khá, đó là ngày Chủ nhật cho đến thứ Ba. Những ngày khác thì mưa ít về chiều tối và sẽ dứt nhanh. Từ sáng cho đến chiều trời nắng mây đan xen với mức nhiệt vào khoảng 31 cho tới 33 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.